Một mực phủ nhận tình cảm, Lan Ngọc lại bị bắt gặp hẹn hò bí mật với Chi Dân ở Nha Trang. Nhìn những hình ảnh này, ai cũng phải thắc mắc về mối quan hệ giữa Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc. Thời gian vừa qua, chuyện tình cảm giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân luôn là đề tài khiến người hâm mộ phải tò mò. Không ít lần cặp đôi bị bắt gặp đi hẹn hò với nhau, nhưng trước tin đồn tình cảm, cả hai đều một mực giữ im lặng. Mới đây, Lan Ngọc và Chi Dân lại tiếp tục bị bắt gặp hẹn hò bí mật tại Nha Trang. Một cư dân mạng đã vô tình bắt gặp Lan Ngọc Chi Dân tại Nha Trang, dễ dàng nhận ra cặp đôi khi ngồi cùng nhau tại bàn ăn. Mặc dù đi cùng nhóm bạn nhưng Chi Dân rất thoải mái nói chuyện với Lan Ngọc. Việc thường xuyên xuất hiện với nhau như thế này làm nghi vấn cả hai đang hẹn hò thêm có cơ sở là đúng. Tin đồn nữ diễn viên và ca sĩ Chi Dân hẹn hò bắt đầu từ cuối tháng 4 năm ngoái, sau khi cả hai lộ ảnh cùng đi xem phim Tình Tứ trên phố vào tối muộn. Cùng thời điểm này, Chi Dân sáng tác ca khúc Lỡ Như Anh Yêu Em như lời thổ lộ tình cảm của bản thân dành cho người yêu bí mật. Từ đó, cặp đôi liên tục bị bắt gặp bên nhau. Trong một game show, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ trả lời ừ đúng rồi khi nhận được câu hỏi về tin đồn hẹn hò với Chi Dân. Chi Dân cũng từng thừa nhận Lan Ngọc có một số điểm giống mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Đặc biệt, anh còn cảm kích vì Ngọc là cô gái xinh đẹp, sống trong showbiz nhưng giản dị, không thích dựa dẫm vào ai. Cả hai bị bắt gặp trên máy bay khi đi du lịch Côn Đảo. Hai người luôn kín tiếng khi nói về chuyện tình cảm. Nhưng khi nhìn những hình ảnh này, khán giả càng thêm phần khẳng định về mối quan hệ của Chi Dân và Lan Ngọc.